Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mưa lớn tại Trung Quốc trong những ngày qua đã gây ra hai vụ lở đất chôn vùi 150 người dân. Mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung Trung Quốc đã khiến 35 người thiệt mạng, trong khi hơn 196.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các quan chức nước này cho biết, lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 350 người bị mắc kẹt trong các vụ lở đất. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào Hà Bắc nằm cách 100 km về phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh. Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận có 3 ngôi làng đã chìm sâu trong dòng nước lũ. Trong một cuộc họp khẩn tại Hà Bắc, các quan chức thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ của Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng số người chết có thể cao hơn con số thống kê chính thức từ phía chính phủ. Cuộc họp cho thấy khoảng 300 đến 400 người có thể đã chết trong vụ lở đất tại Hà Bắc. Reuters trích lời ông Vương Đông, Giám đốc Tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra con số 150 người đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi khu vực Hà Bắc, trong khi vẫn đang còn 150 người mắc kẹt trong dòng nước lũ. Trong khi đó, tại Bulat Pitija, một vụ lở đất cũng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 16 người dân. Mưa lũ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa mưa diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng này cho tới tháng 9. Còn lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử vẫn chưa giảm. Sau khi trận lũ số 2 trên sông Dương Tử đi qua đập Tam Hiệp vào sáng ngày thứ Năm, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ màu da cam đối với sông Gia Lăng và sông Phúc Giang ở Trung Quốc. Dự báo hôm nay thượng nguồn sông Dương Tử sẽ có một đợt trận lũ mới. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử năm nay đi qua khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Năm. Lưu lượng nước đổ về cao tới 62.000 mét khối giây, cao hơn trận lũ trước đây. Nếu sông Dương Tử một lần nữa hình thành trận lũ có số, nó sẽ trở thành trận lũ thứ 3 trong năm nay, vào khoảng thời gian cách nhau chỉ từ 2 đến 3 ngày. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cũng thông báo rằng, trận lũ số 2 của sông Gia Lăng năm nay tại một nhánh của sông Dương Tử đã hình thành vào ngày hôm nay. Thời điểm hình thành trận lũ số 1 của sông Gia Lăng năm nay chỉ cách 3 ngày là đến trận lũ lụt số 2. Chính quyền quận Lạc Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp vào tối nay, nói rằng đỉnh của sông Gia Lăng sẽ đi qua quận vào lúc 8 giờ tối nay. Nước sẽ dâng đến tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà. CCTV News đưa tin rằng Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã yêu cầu người dân ở sông Phú Sĩ, đoạn Côn Tan của dòng chính của sông Dương Tử, dọc theo dòng chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như khu vực Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương cần chú ý phòng chống lũ lụt. Báo cáo chỉ ra rằng do mưa lớn, thượng nguồn sông Phúc Kiến, tỉnh Tứ Xuyên, mực nước sông dâng tương đối lớn. Mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt ngưỡng nước đảm bảo, mức quan trọng đối với sự an toàn của kè sông. Vì vậy, thành phố Trùng Khánh ở Hạ Lưu tiếp tục duy trì ứng phó chống lũ cấp 2 trong ngày hôm nay. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng, sông Gia Lăng và sông Mân Giang sẽ vẫn duy trì lượng mưa lớn trong 2 ngày tới. Đài Thiên văn Phú Sĩ Tiểu Hòa Bá sẽ lại hứng chịu lũ vượt mực nước đảm bảo trong 2 ngày tới và lũ lớn hơn sẽ xuất hiện trở lại. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ đối với Thượng, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như khu vực Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình vẫn được duy trì ở mức từ xanh lam đến cam. Thưa quý vị, những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ quét sạt lở đất đá ở Trung Quốc. Các tỉnh như Tứ Xuyên và Cam Túc chìm trong nước bùn. Sông Dương Tử đã gây lũ số 2 và số 3 chỉ cách nhau 3 ngày. Ước tính dòng chảy vào đập Tam Hiệp tối đa sẽ lên tới 73.000 mét khối giây, lập kỷ lục về dòng chảy vào lớn nhất trong năm nay. Theo đó, 5 giờ sáng nay trên sông Hoàng Hà, cơ quan chức năng phát hiện lũ số 3 đã hình thành ở thượng nguồn, lưu lượng dòng chảy 5.550 mét khối mỗi giây, gấp đôi lưu lượng của trận lũ trước đó. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết do mưa bão liên tục, tốc độ dòng chảy đo được tại trạm thủy văn thông quan của sông Hoàng Hà đạt 5.550 mét khối mỗi giây vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, tạo thành trận lũ thứ 3 của sông Hoàng Hà vào năm 2023. So sánh với trận lũ số 2 đo được trước đó, lưu lượng dòng chảy chỉ 2.500 mét khối mỗi giây, còn trận lũ số 3 thì lưu lượng vượt gấp đôi đợt trước. Cơ quan chức năng đã có thông báo gửi các cơ quan thủy lợi các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, yêu cầu các tỉnh này làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm và trận lũ tiếp sức số 3 hình thành vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy. Đài quan sát Côn Tan ở trung tâm Trùng Khánh đã đo dòng chảy của sông Dương Tử sông ở mức 55.400 mét khối giây. Lưu lượng tối đa của đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 73.000 mét khối giây, lập kỷ lục về lưu lượng lớn nhất trong năm nay. Kính thưa quý vị, một trận lở đất xảy ra hôm qua tại một khu vực mỏ ngọc ở miền Bắc Trung Quốc chôn vùi khoảng 50 người. Theo Reuters đưa tin, trận lở đất xảy ra chiều qua ở Tây An, Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc.
Pattaya là nơi có thể khai thác ra những viên ngọc chất lượng cao nhất thế giới. Chúng tôi nghe tin có khoảng 50 người bị chôn vùi và đã tìm thấy 4 hoặc 5 thi thể vào sáng nay. Juna, một công nhân thuộc một công ty khai thác ngọc hoạt động trong khu vực, cho biết cảnh sát Tây An không thể xác nhận con số thương vong. Chúng tôi chưa nhận được thông tin từ lực lượng cứu hộ, một cảnh sát giấu tên nói. Chiến dịch cứu hộ đã bắt đầu và chúng tôi đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Chúng tôi chưa thể cung cấp con số cụ thể, AFP dẫn lời ông Bao Minh, quan chức chính quyền Tây An, cho biết thêm. Tuy nhiên, Nhất Nam, một quan chức khác, cho rằng chỉ có 3 hoặc 4 người mất tích. Một nhân chứng nữa mô tả các máy xúc đã được điều động để dọn dẹp đống đổ nát. Tây An tháng trước cũng hứng chịu một trận lở đất lớn làm 114 người chết. Hiện có khoảng 800 công ty khai thác ngọc hoạt động quanh Tây An, nhưng chỉ có khoảng 10 công ty chiếm ưu thế. Phần lớn ngọc khai thác ở Tây An được cho là bị buôn lậu sang các nước khác, nơi chúng có giá bán cao. Thưa quý vị, theo bản tin tin tức phát thanh truyền hình Trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc lúc 16 giờ 5 phút, đêm hôm qua, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống huyện Mã Long, Khúc Kinh, tỉnh Vân Nam, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở quận và hàng chục ngàn người bị mắc kẹt trong vùng lũ. Được biết, từ 8 giờ tối qua, hạt Mã Long bắt đầu mưa to, đến 2 giờ đêm hạt bắt đầu bị ngập nước. Đến nay đã có hơn một nửa diện tích hạt Mã Long bị ngập lụt và phần sâu nhất của quận có mực nước từ 2m trở lên. Độ sâu trung bình là 1,22m. Hàng chục nghìn công dân hiện đang bị mắc kẹt trong nhà để chống rò rỉ điện. Hệ thống điện vùng ngập đã bị ngắt hoàn toàn, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Các xe thông tin liên lạc khẩn cấp, xe điện di chuyển đến những nơi có địa hình cao hơn để cấp điện. Cơ bản không có thương vong cho đến nay. Thành ủy, chính quyền thành phố và các quận ủy, chính quyền quận đã thành lập các đội chống lụt và cứu nạn khẩn cấp để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện gần 10.000 người đã được chuyển ra ngoài. Mưa lớn liên tục cũng đang tàn phá Trân Châu. Từ 20 giờ ngày thứ hai đến 12 giờ ngày thứ tư, thành phố Trân Châu trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn nhất đạt 275,8mm. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 26 điểm địa chất ở thành phố Trân Châu bị ngập sâu trong nước lũ. Tổng số 889 hộ gia đình với 3.341 người đã được tái định cư. Trong đó, quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, nhiều nhất thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt cho biết, kể từ giữa tháng trước, Trân Châu đã hứng chịu 2 trận mưa lớn. Chỉ trong 11 ngày có tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận, huyện trong thành phố bị ảnh hưởng. 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa hôm qua, nước ngập trên nhiều tuyến đường, trong đó có đường Anh Bân ở khu đô thị. Khi các phương tiện qua lại, nước bắn cao hơn cả người. Nhiều công nhân đang dọn nước ngập trên đường dưới trời mưa. Các công nhân nói với các phóng viên rằng, do một máy bơm thoát nước không đủ nên họ phải dùng chổi để hút nước nhanh. Tại huyện Anh Bân, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, một số đoạn đường di cai ở thị trấn GLC có nơi nước ngập sâu hơn 1m vào sáng hôm qua. Lượng mưa liên tục ở các khe nứt của núi chảy xuống khiến sạt lở đất và nhiều mối nguy hiểm khác tiếp tục xảy ra. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, nhân viên của một trạm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Công, quận Long Văn đã phát hiện ra một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa trong quá trình kiểm tra. Theo đo đạc được biết, vết nứt dài 120m, rộng 3-7cm và sâu 1m. Vết nứt cách tường kho xăng khoảng 40m. Một khi sạt lở đất xảy ra sẽ đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm khí chính cung cấp cho Tân Thành và Long Văn. Sáng qua, Liu Enbiao, phó thị trưởng thành phố Trân Châu đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hiện tại các rãnh thoát nước đã được lắp đặt tại các vết nứt. Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, đài quan sát khí tượng Trân Châu lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tuy nhiên, phân tích thời tiết cho thấy thời tiết trong những ngày tới sẽ nhiều mây và có nắng. Dự báo cho biết vào tối ngày kia, dông bão sẽ xảy ra ở trung tâm thành phố Quảng Châu. Văn phòng Ba phòng thủ của thành phố báo cáo rằng có nước ngập nước sâu tại nhiều nơi trong thành phố. Theo Văn phòng Tam bảo thành phố, vào khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua, sau khi Sở khí tượng thành phố phát tín hiệu cảnh báo mưa dông, Trung tâm Quản lý thoát nước thành phố đã tổ chức cho thành phố và các quận, huyện triển khai tiêu úng. Dông bắt đầu lúc 17 giờ và kết thúc lúc 21 giờ. Trạm quan trắc lượng mưa hồ chứa Long Đông ghi nhận lượng mưa tối đa 184mm, mưa rào phổ biến ở các khu vực thành thị. Theo dự báo của Cục Khí tượng, hôm nay mưa sẽ mạnh dần. Từ ngày đến đêm hôm nay Quảng Châu nhiều mây, có mưa to. Từ ngày mai và những ngày tiếp theo ban ngày nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to. Sở Quốc phòng của thành phố cho biết tất cả các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác phòng chống ngập úng, sạt lở đất, sạt lở đá ở đô thị và nông thôn, và các thiên tai khác do thời tiết gây ra, do sét và mưa lớn, thiên tai khác do thời tiết gây ra, do sét. Trên đây là những
những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Hai ngày vừa qua, mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm trước, ông Du cư trú tại làng Trông Trang, quận Di Lăng, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài để kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20m và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và 4 đứa cháu trai rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời, tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Ngày hôm qua, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Giao Tông bao gồm Yangcheon, Yilang, Yuexin và các quận khác từ 11 giờ đêm ngày hôm trước đến sáng ngày hôm qua, lượng mưa đạt hơn 200mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc các thành phố Giao Tông bao gồm Yangjiang, Ludian, Qingjia, Yangcheon, Yilang, Yuexin, Duguan, Yalin và Yongsan. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Ngày hôm nay, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24m. Ngày hôm nay, ông Liu cư trú tại thị trấn Nujie ở quận Yilang cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Tầng 1 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Liu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị dụng cụ thường dùng. Ông Zhu cư trú tại thị trấn Luwang cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 1,5m. Ông Zhu cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Luwang. Nước lũ ngập khoảng 2/3 đường, các cửa hàng bị thiệt hại lớn. Khoảng 20 chiếc xe ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 10m do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Zhu cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt vào ngày hôm qua do trận lụt. Vào ngày hôm nay, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen cư trú tại quận Yuexin, thành phố Giao Tông cho biết rằng nước sông ở Yuexin chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và các loại gia súc khác. Ông Chen nói, Giao Tông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt. Chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình, nhưng bằng cách nào? Tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Giao Tông trong năm nay. Vào giữa tháng 6, quận Jiajin bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pue chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất kỳ trường hợp tử vong nào. Xả lũ đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần sóng thần. Thưa quý vị khán giả, tiến sĩ Vương Duy Lạc hay còn gọi là Wang Weilu, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về công trình đập Tam Hiệp mới đây cho biết, đập Tam Hiệp không chỉ không kiểm soát được lũ mà các quan sát và nghiên cứu mới nhất cho thấy sức công phá xả lũ của đập Tam Hiệp mạnh gấp 25 lần lũ tự nhiên. Vào ngày hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với tờ SOH, tiến sĩ Vương nói rằng ông tán thành kết luận trong một bài viết của các chuyên gia Trình Hải Vân, Cheng Haiyun, Trần Lực, Chen Li và Hứa Ngân Sơn, Su Yin San thuộc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử. Trong đó, bài viết kết luận rằng sau khi đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động, xảy ra một loạt các thay đổi về xả lũ ở hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang. Tổng thời gian lũ tràn ở hạ lưu đập đoạn sông Dương Tử từ Nghi Sương tới Thạch Đầu rút ngắn từ 30 tiếng tự nhiên xuống chỉ còn 6 tiếng, tốc độ gấp 5 lần lũ tự nhiên và có sức tàn phá gấp 25 lần lũ tự nhiên.
Tiến sĩ Vương cho rằng công trình Tam Hiệp cứ cho là tăng hay giảm lưu lượng xuống 5.000 mét khối mỗi giây đi. Với mức độ như vậy, nó liền thay đổi bản chất lưu động của nước sông. Nó tạo thành những làn sóng đứng. Nếu bạn tưởng tượng một chút, nó hơi giống một con sóng thần. Sóng của nó sẽ có cái cao, có cái rất cao, sau đó nó sẽ lao về phía trước bởi vì nó có độ cao nên sau khi nó di chuyển về phía trước thì tốc độ của nó gấp 5 lần so với ban đầu. Tốc độ và động năng làm tăng sức mạnh và sức tàn phá lên 25 lần. Thời gian từ Nghi Sương đến Hạ Lưu được rút ngắn đáng kể, do đó trong một thời gian ngắn làm tăng áp lực lũ ở Hạ Lưu. Điều này cho thấy tất cả số liệu quy hoạch phòng lũ của công trình Tam Hiệp đều sai. Tiến sĩ Vương cũng nói rằng sức tàn phá của trận lụt được quyết định bởi động năng của nó, bởi vì điều này đã được chứng minh trong trận vỡ đập xảy ra trước đó. Vào năm 1975, khi đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam bị vỡ, kéo theo hơn 60 hồ chứa bị vỡ, khiến 23 vạn người chết. Đập Bản Kiều vỡ với lưu lượng lũ chảy lớn nhất là 17.500 m khối mỗi giây. Khối lượng xả của con đập Tam Hiệp tăng từ 20.000 m khối lên 45.000 m khối mỗi giây, thì việc xảy ra chuyện là bình thường. Đập Bản Kiều vỡ, tốc độ dòng chảy tối đa hơn 30 km mỗi giây, có thể cuốn tàu chở dầu đi hàng chục km. Sau khi đập Tam Hiệp xả lũ, tốc độ dòng chảy hơn 60 km mỗi giây, sức tàn phá của nó là lớn hơn nhiều so với đập Bản Kiều. Tồi tệ hơn là cách quản lý sông Trường Giang sử dụng phương pháp cũ của Đức cách đây 100 năm. Ở thượng nguồn lại xây dựng kênh rạch hóa và duỗi thẳng dẫn đến tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Vào thời điểm đó, dòng sông bị bùn hóa và kênh mương hóa, nghĩa là dòng sông ban đầu chảy theo hình chữ S và cong, giờ lại cắt đoạn cong làm nó thẳng ra. Chính phủ Trung Quốc sẵn lòng làm như vậy. Tại sao? Nếu dòng sông được làm thẳng, sẽ có rất nhiều đất để trồng lương thực và phát triển thành phố, nhưng họ đã không thấy hậu quả. Lũ chảy ngày càng nhanh hơn và áp lực của lũ ngày càng lớn. Với xung kích quá lớn như vậy, áp lực đối với lũ hạ lưu sẽ rất lớn, bởi vì tốc độ dòng chảy càng nhanh, kè sông ở hai bên sông Trường Giang không chắc đều là kè đất. Vì vậy, rõ ràng chúng không thể chịu được sức tàn phá của lũ lụt, khiến tình hình kiểm soát lũ ở khu vực hạ lưu của đập càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ Vương chỉ ra thêm rằng, công trình Tam Hiệp không hề có tác dụng trong việc kiểm soát lũ, nó chỉ có thể ngăn chặn lũ rất nhỏ, chứ không thể ngăn lũ lớn. Với trận lũ 20 năm gặp một lần thì Tam Hiệp không thể ngăn chặn được. Đừng nói đến lũ lụt sau 100 năm gặp một lần, vì khả năng lưu trữ của hồ chứa Tam Hiệp được tính không chính xác. Vì Lý Bằng, cựu Thủ tướng Trung Quốc, từng đề xuất vào năm 1984, tôi đã nói rằng nếu mực lưu trữ của Tam Hiệp đạt 180 m, khả năng lưu trữ lũ của nó là 22 tỷ m khối. Bạn trước tiên nên nhớ kỹ điều này, 180 với 22 tỷ. Cuối cùng, nó được phê duyệt như thế nào? Là 175 m với mức chứa nước và khả năng lưu trữ lũ của nó là 22,15 tỷ m khối. Bạn có thấy vấn đề không? Mức chứa nước Lý Bằng nói là cao hơn 5 mét so với con số 175, nhưng khả năng lưu trữ lại nhỏ hơn tới 100 triệu đến 150 triệu mét khối. Điều này là không thể vì họ đã tính sai. Tiến sĩ Vương tiết lộ rằng sức chứa của đập Tam Hiệp đã tính toán sai từ đầu và đó là một thảm họa lớn. Nhưng những phần tử trí thức trong chính phủ nói rằng số liệu do lãnh đạo cho phép ghi bao nhiêu, họ chỉ dám viết bấy nhiêu. Họ từ đầu tới cuối che giấu lỗi thiết kế công trình Tam Hiệp. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ cần những tri thức có tài năng thực sự, mà quan trọng hơn là những tri thức trung thành và nghe theo đảng. Và tính toán này là sai lầm. Vào thời điểm đó, giáo sư Trương Quang Đầu, hay còn gọi là Zhang Guangdu, người chịu trách nhiệm thiết kế công trình Tam Hiệp, đã viết thư gửi Phó Giám đốc và Ủy ban xây dựng Tam Hiệp. Ông nói rằng dung tích đã bị tính toán sai. Điều này Tiền Chính Anh cũng biết, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cũng biết, nhưng không thể nói với người dân Trung Quốc vấn đề này. Điều này đã được viết trong một lá thư. Ông ấy sai rồi thì sao? Điều đó có nghĩa là sai thì là sai rồi. Tam Hiệp thực sự không có tác dụng phòng lũ. Một học giả kinh tế độc lập với tài khoản Twitter đã đăng một video và nói rằng có lở đất với diện tích lớn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và đề cập rằng tình trạng này có khả năng khiến đập Tam Hiệp bị vỡ trong vòng 2 năm. Nếu vậy thì Vũ Hán lại là người đứng mũi chịu sào, sau đó đến Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mưa lũ khiến hàng chục người chết, thiệt hại hơn nửa tỷ đô.
Thưa quý vị, mưa lũ tại Trung Quốc mới đây đã khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán, hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ đô la giữa bối cảnh đại dịch đang tái bùng phát và hoành hành khắp nơi. Vừa qua, trang Tuổi Trẻ cho biết lũ lụt tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến khoảng 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 566 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc cho biết, tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tại tỉnh Hồ Nam, ít nhất 13 người thiệt mạng trong các thảm họa do mưa và 8 người khác bị mất tích hoặc thiệt mạng ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Đường phố bị ngập úng ở địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Dương Châu, buộc người dân và du khách phải sơ tán trên những chiếc bè tre. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ đã buộc người dân và du khách phải sơ tán. Có hơn 1.000 khách sạn bị ngập đến hơn 1 mét do nước mưa, 5.000 cửa hàng bị ngập lụt và hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kể từ ngày 12, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, mực nước của 110 con sông ở nhiều tỉnh đã dâng lên mức nguy hiểm. Thời tiết khắc nghiệt đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch của khu vực miền Nam Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ở miền Nam, tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Đại dịch virus Vũ Hán mới qua đi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa mưa lũ, 8 tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn, 52 con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo. Nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong và mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn. Nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Và ngày hôm qua, Đài Khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão. Dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn ở các khu vực của Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Vào ngày hôm qua, Đài Khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Huyện Dương Sóc đã đưa ra cảnh báo đỏ mưa bão. Đài khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra 4 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Vào ngày trước đó, mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện mực nước cao nhất là 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,43m. Các con đường dọc ven sông tầng 1 và cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập. Và cùng ngày, thôn Lợi Chu, dân tộc Giao, huyện Điền Lâm, Quảng Tây xảy ra lũ quét từ thôn Lợi Chu đến Hoàng Hà Khẩu. Thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi dạt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc vào ngày hôm qua, mực nước sông Ly đoạn đi qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức cảnh báo 2,2m trở lên. Mực nước cảnh báo 109,5m, các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hương Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước, phòng ốc và xe cộ của người dân bị dìm ngập. Nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên trên lầu để lánh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.468 người gặp nạn, 61 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong, diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây, Vĩnh Châu, Hồ Nam bị ngập lụt. Vào ngày hôm qua, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm trước, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm. 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm qua, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di dời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh,
đại lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước, một cây cầu cổ 100 tuổi cũng phải gặp lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ lụt bất ngờ cuốn tới, khiến nước sông đột ngột dâng cao, 5 người ở địa phương đã bị mất tích. 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. 10 thành phố ở Quảng Đông bị ngập lụt. Gần đây, mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông vào ngày hôm trước. Đồng bằng sông Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiều Quang, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Hoản và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày hôm qua đến ngày mai, Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9. Từ 18 ngày nay, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua, vẫn còn 36 huyện có hiệu lực cảnh báo mưa to. Vân Nam xảy ra lở đất, nhiều người tử vong và mất tích. Vào ngày hôm kia, huyện Quảng Nam thuộc châu tự trị Vân Sơn của dân tộc Mèo, dân tộc Trang, tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn, nhiều khu vực trong huyện thị xuất hiện ngập úng nghiêm trọng, một số ngôi nhà bị ngập lụt khiến người dân mắc kẹt. Vào 6 ngày trước, huyện Cống Sơn, châu tự trị Nội Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục, lớn nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Nhiều nơi xảy ra sạt lở và lún đất. Giao thông, điện lực, thông tin, hoa màu, nhà ở và nguồn cung cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất 2 người tử vong và 6 người mất tích. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. 51 huyện, 440.000 người ở Giang Tây gặp thiên tai. Mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 quận huyện thành phố bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng. Một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường đã bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu nhân dân tệ. Trong đó Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vào ngày hôm qua, 4 thành phố Bình Dương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía Bắc thành phố Cán Châu, phía Nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Phúc Kiến mưa to, núi lở. Kể từ 3 ngày trước đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, tỉnh Phúc Kiến có 62 thị trấn và làng mạc ở 25 quận, huyện, thành phố có lượng mưa hơn 70mm, trong đó có 6 thị trấn và làng mạc ở 5 quận, huyện, thành phố có lượng mưa hơn 110mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 157,7mm với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 102,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy từ đêm ngày hôm qua đến đêm ngày hôm nay, toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Lở núi ở Cù Châu, Chiết Giang, dân làng di rời khẩn cấp. Thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn. Vào lúc 1 giờ ngày hôm qua bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Động đất ở Tây Giao. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày 14, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tây Giao, khu tự trị Chu Xiongji, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn nằm cách đó 5 km bên dưới, gây rung động mạnh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút.
Trận động đất xảy ra vào khoảng 20h28 phút ngày 14 theo giờ Bắc Kinh ở bên ngoài thị trấn Liuzhou, huyện Daiyao. Con đường từ thị trấn Liuzhou đến thế giới bên ngoài đã bị gián đoạn và nguồn điện tại tâm trấn đã bị cắt. Lực lượng tại chỗ đang tổ chức sửa chữa khẩn cấp. Một phụ nữ họ Xi từ Bộ Chỉ huy Cứu trợ Động đất cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang web này rằng cô đang xem TV ở nhà khi trận động đất xảy ra. Vì độ sâu tiêu điểm chỉ là 5 km, trận động đất đã được cảm nhận rất mạnh. Sau trận động đất, các nhân viên của trụ sở cứu trợ động đất ngay lập tức đến văn phòng làm việc. Theo báo cáo, 14 thị trấn và làng mạc ở quận Daiyao đã cảm nhận được một trận động đất rất mạnh và một số lượng lớn các ngôi nhà bị sập. Tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được tiếp tục xác minh và thống kê. Tâm chấn của trận động đất này về cơ bản nằm cùng khu vực với trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm nay, nằm cách thành phố Đại Lý khoảng 100 km về phía đông bắc và cách thành phố Côn Minh khoảng 180 km. Các chấn động mạnh đã được cảm nhận ở Đại Lý và Côn Minh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút. Cơ quan quản lý động đất tỉnh Vân Nam ngay lập tức đưa ra kế hoạch cấp 2 cho một trận động đất hủy diệt và một nhóm công tác gồm 31 chuyên gia và nhân viên của cục đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa. Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm theo dõi tình hình động đất, đánh giá tình hình thiên tai và quan trắc các trận động đất mạnh. Vào lúc 8 giờ 28 phút ngày hôm đó, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Daiyao, tỉnh Joseon, tỉnh Vân Nam. Theo thông tin được trang web của chính quyền tỉnh Joseon công bố, tính đến 22 giờ ngày hôm qua, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Daiyao đã khiến tổng cộng 5.125 ủy ban thôn tại 421 thôn làng thuộc 46 thị trấn bị thiệt hại. Trong đó, tại 5 quận của tỉnh Joseon có 116.551 hộ với 490.292 người bị ảnh hưởng, 62.078 hộ với 266.933 người. Có 3 người chết ở quận Daiyao, 15 người bị thương nặng và 41 người bị thương nhẹ. Tính đến 22 giờ cùng ngày, đã có 1.487 con gia súc lớn bị chết do thiên tai. Trong đó có 371.090 ngôi nhà bị thiệt hại, 3.642 căn nhà bị sập hoàn toàn và 58.436 căn nhà bị hư hỏng nhẹ và 544 trường học, 890 công trình thủy lợi với 247.153 m2 bị hư hại, hư hỏng, 156 trung tâm y tế, 168 tòa nhà văn phòng với 32.651 m2, 86 doanh nghiệp, 21 tòa nhà với cơ quan thị trấn và ủy ban thôn bản. Vỡ 4 hồ chứa vừa, 148 hồ nhỏ và 597 đập ao, hư hỏng 42 km đường dây cấp điện và 9 trạm điện, bị hư hỏng 323 mương với 1.235 km, hư hỏng 43.496 km đường, 451 cầu cống, 44,6 km đường ống cấp nước đô thị và 14.868 m2 đường phố bị hư hỏng. Sơ bộ xác định thiệt hại về kinh tế là 613,19 triệu nhân dân tệ. Trang web của chính quyền tỉnh Joseon hôm nay cho biết hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều nằm ở những vùng núi xa xôi và nghèo khó, giao thông đi lại không thuận tiện, thông tin không hiệu quả, tình hình thiên tai khó xác minh nên hiện tại vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Khoảng 3 giờ 10 phút chiều ngày 10 vừa qua, phóng viên bản tin Spring City Evening News, Kaiping News nhận được báo cáo từ một số người bạn chỉ vài phút trước. Di, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra trên đoạn đường cao tốc Jinniu, Feng Jiagu của thị trấn Nijiu, huyện Sanxian. Đoạn video gửi về cho thấy một ngọn núi phía trên đường bất ngờ xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá sạt lở ngay lập tức đổ xuống đường, vùi lấp đường rồi tiếp tục lao về phía ruộng, nhà và ruộng phía dưới. Trong đó, một ngôi nhà bị đất đá rơi xuống vùi lấp chỉ còn trơ lại phần mái nứt và hư hỏng, thi thoảng lại vang lên tiếng la hét của một số nhân chứng. Một trong những đoạn video cho thấy phần đầu xe ô tô cách chỗ sạt lở khoảng cách bằng không. Nếu tốc độ nhanh hơn thì đã bị nhấn chìm thân xe, sạt lở khiến người dân kinh hãi. Theo tìm hiểu sơ bộ, vụ sạt lở đất khiến hai người bị mắc kẹt và mất tích. Tình hình cụ thể cần có sự phê duyệt chính thức cuối cùng, nguồn tin cho biết. Điều này cũng được hiểu rằng sau khi vụ lở đất, đội cứu hộ, cứu hỏa huyện Yiyang đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ. Vào lúc 17 giờ 40 phút, báo cáo sơ bộ của chính phủ huyện Nhi Lan về vụ tai nạn thiên tai lở đất ở làng Huogo, thị trấn Nujie, huyện Yiliang cho biết.
Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, văn phòng trực của chính quyền huyện Di Lăng nhận được tin báo rằng một vụ sập núi quy mô lớn đã xảy ra ở Feng Jiagu, làng Huagu, thị trấn New Jie, huyện Di Lăng. Theo thông tin sơ bộ, vào lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày, một khu vực rộng lớn của ngọn núi bị sạt lở ở Feng Jiagu, một nhóm dân cư làm nhà mới ở làng Huagua, thị trấn New Jie, liên quan đến khoảng 25.000 m², một nhà máy chăn nuôi ở đây đã bị đè bẹp và bị sập. Hai người bị vùi lấp là Deng Guangkai, nam 46 tuổi, Deng Longqian, nam 24 tuổi và 6 phương tiện bị hư hỏng do đá lan trúng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền huyện Di Lăng rất coi trọng. Các đồng chí lãnh đạo chính của huyện ủy dẫn đầu là phó chánh án huyện phụ trách, cũng như công an quản lý khẩn cấp tài nguyên thiên nhiên, y tế, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông và chính quyền thị trấn New Jie ngay lập tức nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ vụ tai nạn. Thưa quý vị, có hơn 400 học sinh ở Zhangjiang, Phúc Kiến bị lũ lụt bao vây suốt một ngày đêm. Vừa qua bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, trường trung học cơ sở thứ hai của thành phố Zhangjiang, Phúc Kiến đã bị ngập tầng trệt của tòa nhà dạy học và hơn 400 học sinh ở trường học bị lũ bùa vây. Sau đó, hơn 400 học sinh đã được chuyển đến nơi an toàn lúc 18 giờ cùng ngày, trong khi mưa lớn cục bộ vẫn tiếp diễn. Sáng ngày thứ Sáu vừa qua, trường trung học cơ sở số 2 Yanjiang nhận được thông báo từ văn phòng chống lũ lụt địa phương về việc sơ tán an toàn của hơn 400 học sinh. Sau khi báo cáo, cơ quan quản lý giáo dục đã đưa ra quyết định và ngay lập tức sắp xếp cho các học sinh nội trú rời trường an toàn. Do một số học sinh nội trú ở quá xa và giao thông ở một số thị trấn ở Yanjiang bị gián đoạn nên để học sinh ở lại trường. Hai lãnh đạo có liên quan của phòng giáo dục và hơn 30 giáo viên cũng ở lại bảo vệ những học sinh này. Đến 3 giờ chiều, lũ bắt đầu tràn vào khuôn viên. Các sinh viên đã được bố trí nghỉ ngơi tại khu ký túc xá phía trên tầng 3 một cách trật tự. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên trực, giám đốc ký túc xá mỗi người thực hiện trách nhiệm của mình. Các học sinh đọc sách, học tập hoặc chơi cờ vua một cách trật tự. 9 giờ tối, giáo viên trực kể chuyện cho học sinh nghe, học sinh lần lượt chìm vào giấc ngủ. Trong đêm không ngủ này, một thầy giáo trực hành lang cứ chốc chốc lại dùng đèn pin chuyển bản tin về sự an toàn của học sinh cho các thành viên trong đội chống ngập chờ sẵn ở cổng trường. Từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, các sĩ quan và binh sĩ từ một đơn vị đóng quân tại Phúc Khánh thuộc quân khu Nam Kinh được lệnh đến trường cấp 2 Yinjiang để chuyển hơn 20 người nhà của giáo viên từ khu nhà tập thể cũ ở cuối phía Nam của trường cấp 2 số 2. Đến chiều, nước lũ bắt đầu rút chậm. Được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ, một đơn vị đóng quân tại Phúc Khánh thuộc quân khu Nam Kinh và đội cấp cứu địa phương, các học sinh đã sơ tán an toàn đến trường bằng thuyền xung kích và bè tre sau khi liên lạc với phụ huynh của các em. Đài Trinh Xin hơi sợ khi đã hơn 1 giờ đêm nhưng giáo viên cả đêm không ngủ và đang đợi ở bên cạnh chúng tôi, vì vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đài Trinh Xin thực sự chìm vào giấc ngủ vào ban đêm. Một học sinh đã được chuyển về an toàn, nói với các phóng viên. Sau khi chứng kiến việc chuyển con thành công, cha của Đài Trinh Xin đã nắm lấy tay các cán bộ chiến sĩ và giáo viên ngày đêm canh giữ học sinh và nói: "Con gái tôi đã ở bên trong được một ngày, gia đình chúng tôi rất lo lắng. Tôi nhìn thấy con tôi an toàn và đang đi ra trên một chiếc thuyền. Cảm ơn rất nhiều." Phóng viên được biết từ người dân làng Gugan, thị trấn Shanfang, quận tự trị Đông Sumiao, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây rằng cây cầu dây xích duy nhất nối với thế giới bên ngoài ở làng Gugan, thị trấn Shanfang đã bị lũ phá hủy và hơn 30 người trong làng đã bị bao vây bởi lũ lụt. Phóng viên tại hiện trường chứng kiến lớp phụ ở hai đầu cầu cáp sắt ở làng Gugan đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, một nửa bản mặt cầu bị ngâm nước khiến người dân không thể qua lại. Hoàng Giàn Hồng, một người dân ở làng Công Gan, thị trấn San Phang, nói với phóng viên rằng cây cầu xây cáp sắt đã bị cuốn trôi bởi trận mưa lớn vào trước đó một ngày. Cây cầu này là con đường duy nhất cho hơn 30 người dân trong làng đi lại. Hiện tại, hơn 30 người dân trong làng đã bị lũ lụt vây hãm và chỉ có thể dựa vào một chiếc thuyền nhỏ để đi lại. Theo quan trắc của Bộ phận Khí tượng địa phương, lượng mưa tại thị trấn San Phang từ 0 giờ đến 8 giờ ngày hôm đó là 285,1 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất kể từ khi ghi nhận được của khí tượng địa phương. Các phóng viên được biết từ Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Hồ Nam rằng Trung tâm Kiểm soát đầu vào đại học của trường trung học Chukai ở huyện Supu, Hồ Nam, nơi không thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học đúng giờ do lũ lụt, đã được đưa vào sử dụng.
Vào sáng ngày hôm đó, tại huyện Supu có một cơn mưa lớn bất ngờ. Đến trưa, trung tâm khảo thí trường trung học cơ sở Chukai đã bị lũ lụt bao vây do địa hình thấp. Phòng giáo dục huyện Supu ngay lập tức báo cáo tình hình theo từng cấp độ và đội thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh Hồ Nam, chính quyền thành phố Hoài Hoa và cục giáo dục ngay lập tức đến huyện Supu để chỉ huy. Sau khi nhận được báo cáo, viện khảo thí giáo dục tỉnh Hồ Nam đã ngay lập tức tiến hành nghiên cứu và nhanh chóng thông qua việc kích hoạt kế hoạch khẩn cấp. Trường trung học cơ sở Chukai có 27 phòng thi với tổng số 810 thí sinh. Theo kế hoạch khẩn cấp, họ đã mở 23 phòng thi dự phòng ở trường trung học cơ sở số 2 quận Supu và mở 4 phòng thi dự phòng ở trường trung học cơ sở thị trấn Lufeng. Từ 20 giờ 30 phút, các sở giáo dục, công an và các sở ngành bắt đầu tổ chức cho thí sinh và cán bộ coi thi di chuyển vào phòng thi luân phiên bằng xuồng súng kích. Theo giới thiệu của Viện Khảo thí Giáo dục Hoài Hoa, các phòng thi mở cửa lần này đều được trang bị hệ thống giám sát video, thiết bị nhận dạng thẻ căn cước, hệ thống che chắn thông tin liên lạc, không dây và các thiết bị khác giống như phòng thi tiêu chuẩn. Đến 16 giờ 20 phút, toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi đã được chuyển vào phòng thi luân phiên an toàn, thí sinh và phòng thi sau khi kiểm tra an ninh. Trong điều kiện đảm bảo an toàn, bảo mật giấy tờ dự thi, môn thi ngoại ngữ bắt đầu từ 16 giờ 30 phút và thực hiện theo thể thức thi bình thường. Sau buổi thi, các bộ phận liên quan của huyện Supu đã hỗ trợ cơm hộp, nước uống cho thí sinh và cán bộ coi thi. Đến khoảng 19 giờ, lượng mưa giảm dần và lũ bắt đầu ngớt. Phòng giáo dục huyện Supu và trường trung học cơ sở đã bố trí các nhân viên đặc biệt để đưa thí sinh và cán bộ coi thi về trường và nơi an toàn. Quý vị thân mến, một năm trước, một cư dân mạng đã đặt một câu hỏi trên Zihu tại sao lại không xảy ra tình trạng ngập úng ở Hulongyuan ở Trường Bình khi trời mưa lớn ở Bắc Kinh. Một năm sau, một trận mưa lớn đã biến Hulongyuan và khu vực lân cận trở thành khu vực biển nước. Khu vực lân cận ga Goliungwan đã trở thành vùng biển. Theo bản đồ hiện trường xử lý do Autonavi phát hành, có hơn 100 điểm xử lý ở Bắc Kinh, trong đó các cánh đồng xử lý tập trung nhiều ở Xiangqi bên ngoài đường vành đai nằm ở phía tây bắc. West Silicon Banner là công viên phần mềm Jiaowangkun, nơi đặt trụ sở của các công ty internet như Tencent, Baidu, Sina, NetEG và Didi. Đây là trung tâm phân phối chuyên sâu nhất cho những người làm lập trình viên ở Bắc Kinh. Mỗi ngày, hơn 100.000 nhân viên Internet ra vào như thủy triều ở ga tàu điện ngầm Sikri. Trong cơn mưa, cư dân mạng thích thú chế nhạo câu hỏi tại sao những nhân viên của công ty Internet này dù đang lội hay bơi trong mưa bão vẫn phải đi làm. Cuối cùng, họ đi đến kết luận bởi vì người Trung Quốc nghèo. Nhưng dù thế nào đi nữa, đằng sau vô vàn những lời giễu cợt, chế giễu, thế giới bên ngoài cũng đặt ra câu hỏi đáng được quan tâm. Tại sao Bắc Kinh lại ngập lụt mỗi khi trời mưa? Ngoài ra, ở Bắc Kinh còn có một câu hỏi đáng quan tâm nữa là thời gian này, tại sao mưa ở Bắc Kinh lại rơi nhiều và kéo dài như vậy? Từ ảnh mây vệ tinh lúc 9 giờ ngày hôm qua, có thể thấy một vành đai mây lớn từ Nam lên Bắc liên tục vận chuyển nước mưa từ phía Nam đến Bắc Kinh. Bản đồ mây lúc 8 giờ ngày hôm nay cho thấy dải mây chỉ di chuyển một chút về phía đông, kết quả là Bắc Kinh lại tiếp tục mưa. Các chuyên gia khí tượng mô tả trận mưa lớn ở Bắc Kinh là phiên bản bầu trời của dự án chuyển nước Nam Bắc. Đối với lý do tại sao những đám mây này ở lại quá lâu, câu trả lời của chuyên gia, nó có thể liên quan đến hiệu ứng đảo mưa. Hiệu ứng đảo mưa đề cập đến thực tế là vào mùa hè, lượng khí thải từ điều hòa không khí và ô tô tăng cường dẫn đến việc hình thành không khí nóng trên khắp thành phố, khó phát tán trong các tòa nhà cao tầng, mưa đá. Giống như ở Bắc Kinh vào mùa hè này, mưa luôn rơi. Trên thực tế, lượng mưa ở các khu vực đô thị ở Bắc Kinh ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm gần đây. Vừa qua, Bắc Kinh và các khu vực lân cận phải hứng chịu trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 62 năm. Tính đến nay, 79 người ở Bắc Kinh đã chết vì mưa xối xả. Theo số liệu của cơ quan báo cáo tình hình thiên tai Bắc Kinh, trận mưa xối xả đã khiến 10.660 ngôi nhà bị sập và 1.602 triệu người bị ảnh hưởng. Vào ngày 13, Bắc Kinh lại trải qua trận mưa cực lớn. Lượng và thời gian mưa đều phá kỷ lục ở Bắc Kinh vào năm ngoái. Đây là trận mưa lớn nhất trong 62 năm và khiến ít nhất 77 người thiệt mạng. Từ ngày 15, tại Bắc Kinh bất ngờ xảy ra mưa dông và sấm sét ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả.
nhiều nắp cống đường không chịu nổi dòng nước chảy xiết đã nhảy loạn xạ trên đường. Người dân chỉ còn cách bỏ xe chạy thoát thân. Gần đây, thời tiết bất thường ở Trung Quốc thường xuyên xảy ra. Nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử bị hạn hán và thiếu nước. Tình trạng thiếu nước ở Tứ Xuyên cũng dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Một cơn bão mới đã được tạo ra ở Thái Bình Dương. Sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo màu xanh về mưa lớn và cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao ở Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác có thể lên tới 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay. Cảnh báo mưa lớn có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam Sơn Đông, Trung và Bắc Giang Tô và những nơi khác. Trong số đó đã có mưa bão lớn với lượng mưa từ 100 đến 190mm ở các khu vực Đông Nam Thiểm Tây, Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên và Tây Bắc Trùng Khánh. Dự báo sẽ kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tối đa hàng giờ từ 50 đến 70mm, cục bộ có thể lên đến trên 90mm. Và sẽ xuất hiện mây đối lưu mạnh như dông và gió giật mạnh. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu xanh về mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Trung và Bắc Quảng Đông và hầu hết Quảng Tây sẽ bị ảnh hưởng có nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C trên mặt đất. Trong số đó, các khu vực cục bộ ở miền Trung và Nam Hồ Nam, miền Trung và Nam Giang Tây và những nơi khác có thể lên tới 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ màu vàng. Theo trang web Cục Khí tượng Trung ương của Đài Loan, cơn bão số 11 năm nay được xếp vào loại bão nhẹ vào sáng sớm ngày hôm nay, vị trí tâm của Xuân Lạn vào lúc 2 giờ ngày hôm nay là 27 độ vĩ Bắc, 146,7 độ Kinh Đông với tốc độ 22 km/h hướng Tây Bắc, áp suất trung tâm là 998 HBA. Tốc độ gió cực đại gần tâm là 20 m/s, sức gió cực đại tức thời là 28 m/s và bán kính của gió bão cấp 7 là 100 km. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo bão số 11 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 25 đến 30 km/h, cường độ mạnh dần lên nhưng 3 ngày tới sẽ không ảnh hưởng đến vùng biển Trung Quốc. Thưa quý vị, dân làng ở Jumadian, Hà Nam bị bão lũ bao vây trong hơn 10 ngày mà không có thức ăn. Phóng viên đã báo cáo rằng làng của tôi đang bị bao vây bởi dòng nước xoáy. Sáng hôm qua, dân làng từ nhóm làng Gutusan của làng Gao Gong Quan, thị trấn Gouju, huyện Quensan đã gọi điện cho phóng viên. Nhóm dân làng nằm dưới chân núi Gotu, có hơn chục hộ gia đình, phía trước làng được bao bọc bởi sông Gotu. Sáng hôm qua, phóng viên đã đến với ngôi làng nhỏ miền núi này với nhiều khó khăn khi vượt qua núi Gutu. Cầu Mansui trên sông đã bị cuốn trôi, dân làng không thể lái xe ba bánh ra khỏi núi để làm mì. Nhiều túi mì của người dân đã cạn sạch. Theo báo cáo, hơn 10 ngày trước, sau một trận mưa lớn, đã xảy ra một trận lũ quét và phá hủy cầu Mansui. Trong nhiều ngày qua, lũ quét không giảm đáng kể và sông Gutu mực nước dâng rất cao, lũ bao vây tứ phía. Bị bao vây bởi những cơn lốc núi, điều bất tiện lớn nhất là tôi không thể xuống dưới núi. Chang Ji Wang, một cư dân trên núi nói, đất ở làng tôi đều là núi ở bên kia sông. Khi nào trời nắng, khi nào lũ quét trên sông Gutu sẽ giảm đáng kể. Phóng viên đã liên hệ với Đài quan sát khí tượng Hạt Khe San và Đài quan sát khí tượng Jumadian. Bởi trưa hôm đó, Cục Khí tượng đưa ra câu trả lời rõ ràng, lượng mưa lớn ở khu vực sông Gutu đã qua đi, hai ngày nữa lũ quét ở sông Gutu sẽ giảm đáng kể. Sau khi phóng viên kịp thời thông báo cho người dân miền núi thông tin này, những người dân miền núi đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Người dân miền núi cho biết, sau trận lũ quét, gia đình nào cũng đóng góp xây dựng lại một cây cầu bê tông vượt lũ, động đất ở Hai Trang. Kính thưa quý vị, trận động đất Hai Trang là một trận động đất rất lớn xảy ra ở Hai Trang, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 4 vừa qua. Vào lúc 19h36 phút, một trận động đất mạnh với cường độ 7,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Hà Thành và Anh Khẩu. Tâm chấn ở vị trí 122 độ 50 độ Vĩ Bắc, 40 độ 41 độ Kinh Đông. Cách tỉnh Liêu Ninh 16 đến 21 km. Do các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán chính xác về trận động đất và đưa ra các dự báo ngắn hạn kịp thời, đã có 18.308 người thương vong trong khu vực, chỉ chiếm 0,22% tổng dân số. Trong đó có 1.328 người bị chết, chiếm 0,02% tổng dân số, 4.292 người bị thương nặng, 12.688 người bị thương nhẹ, chiếm 0,2% tổng số người bị thương nhẹ.
Đây là lần duy nhất trong lịch sử loài người có một trận động đất được dự đoán chính xác. Trận động đất ở Hai Trang là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Khi động đất chiếu vào mặt đất ầm ầm, 90% người dân trong khu vực động đất đã nhìn thấy hiện tượng phát sáng ở độ cao thấp. Màu ánh sáng và hình ảnh ánh sáng nhìn xa và gần không giống nhau. Ở gần có thể thấy các dải sáng trắng dài, ở xa có thể thấy các tia chớp đỏ, vàng, lam, trắng, tím. Ngoài ra người ta còn thấy ánh sáng trắng xanh phát ra trực tiếp từ khe nứt trên mặt đất, cũng như những quả cầu ánh sáng hồng ló ra từ các lỗ thông hơi trong lòng đất. Ở Hai Trang, Jingku và Panjin, người ta thường nghe thấy những âm thanh giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt. Tâm chấn của trận động đất có diện tích 760 km2, hầu hết các ngôi nhà và các tòa nhà khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy, đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, các vết nứt hố sụt cát và nước xuất hiện trên mặt đất và hầu như tất cả các ống khói đều bị phá hủy. Trận động đất được cảm nhận trên một phạm vi rộng từ Nanjiang và Mudanjiang ở tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc, Sukian ở tỉnh Giang Tô ở phía Nam, thị trấn Uigan ở khu tự trị Nội Mông và thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây ở phía Tây và phía Đông đã vượt sang ngoài biên giới với Triều Tiên với bán kính 1.000 km. Trận động đất xảy ra ở miền Trung và miền Nam của bán đảo Liêu Đông có nền kinh tế phát triển và đông dân cư. Trong khu vực cường độ động đất 7.0 độ Richter có 3 thành phố lớn là An Sơn, Anh Khẩu và Liêu Dương với dân số 1,678 triệu người, còn có 11 quận như Hà Thành, Anh Khẩu và Pan San với dân số 6,67 triệu. Tổng dân số là 8,348 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm 20%, mật độ dân số trung bình khoảng 1.000 người trên 1 km2. Tỉnh Liêu Ninh là một trong những cơ sở công nghiệp của Trung Quốc và tổng giá trị sản lượng của ngành công nghiệp nặng đứng đầu cả nước. Khu liên hợp gang thép ở thành phố An Sơn được mệnh danh là thủ phủ thép của cả nước. Khu vực này có giao thông thuận tiện, mạng lưới đường cao tốc và đường sắt dày đặc, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có một hồ chứa lớn và 109 hồ chứa vừa và nhỏ. Do trận động đất xảy ra ở khu vực đông dân cư và công nghiệp hóa nên đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở và công trình trên mặt đất. Thiệt hại do trận động đất gây ra rất phức tạp và đa dạng. Theo thống kê sau trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các tòa nhà khác nhau trong thị trấn, chiếm 12,8% tổng diện tích ban đầu, và thiệt hại cho các cơ sở công cộng còn nghiêm trọng hơn. Trong đó, gần 30.000 mét đường giao thông bị phá hủy, hơn 160.000 mét đường ống cấp thoát nước, hơn 1 triệu mét đường cấp điện, hơn 450.000 mét đường dây thông tin liên lạc, hơn 400 ống khói lớn nhỏ, mất nhiều thiết bị công nghiệp và tư liệu sản xuất. Khu vực nông thôn bị phá hủy 27,1% diện tích ban đầu, 38 km đường bị phá hủy, hơn 2.000 cây cầu các loại, hơn 700 công trình thủy lợi, hơn 800 km của các con đập và hơn 180 công đất nông nghiệp bị bao phủ bởi nạn phun cát hàng km vuông. Do đó, vật tư và thiết bị sản xuất cũng bị thiệt hại lớn. Về thiệt hại kinh tế trong toàn khu vực động đất, 5 triệu mét vuông nhà ở đô thị bị hư hại, 1,65 triệu mét vuông cơ sở công cộng đô thị bị hư hại, 17,4 triệu mét vuông nhà ở nông thôn bị thiệt hại, 2.937 giao thông đô thị và nông thôn và nước tại các cơ sở bảo quản bị hư hại, tổng cộng thiệt hại là 810 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại do động đất ở khu vực thành thị và khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn. So sánh hai bên thì khu vực thành thị chiếm 61% tổng thiệt hại và khu vực nông thôn chiếm 39%. Vì trận động đất xảy ra vào mùa đông khắc nghiệt của tháng 12 âm lịch nên sau trận động đất thảm họa đóng băng thứ cấp và hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Trước trận động đất có gió đông nam trong nhiều ngày liên tục và nhiệt độ tăng dần theo từng tháng. Sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ cùng với thực tế là hầu hết mọi người sống trong những căn lều đơn sơ chống động đất không được chống lạnh đã gây ra tình trạng tê cóng nghiêm trọng. Theo thống kê, có tổng cộng 8.271 người thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa băng giá, trong đó có 372 người chết vì ngạt thở và 6.578 người bị chết cóng. Thương vong do thảm họa thứ cấp nêu trên chiếm 32% tổng số thương vong, một tỷ lệ khá đáng kinh ngạc và là một bài học đáng ghi nhớ.
Ngay sau trận động đất ở Hai Trang, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã thành lập trụ sở cứu trợ động đất của tỉnh tại huyện Hai Trang trong đêm, với các văn phòng y tế và chăm sóc sức khỏe, cung cấp vật tư, bảo trì khẩn cấp, an ninh công cộng, dự báo động đất và các cơ quan khác để chỉ huy và thực hiện ngay việc cứu trợ thiên tai và tìm các biện pháp đối phó. Sau trận động đất, dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, nhân dân vùng bị thiên tai đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng lại nhà cửa. Khi tiếp tục sản xuất, nhà nước và các tỉnh đã đầu tư 1,03 tỷ nhân dân tệ và khu vực động đất đã tự huy động được 250 triệu nhân dân tệ. Về xây dựng lại nhà cửa, tổng số 8,57 triệu m2 nhà ở đã được xây dựng ở nông thôn, 3,55 triệu m2 nhà ở và 110.000 m2 công trình công cộng đã được xây dựng. Một trận lụt lớn xảy ra một lần trong 30 năm trên dòng chính của sông Minh Giang ở Phúc Kiến. Từ 8 giờ ngày 18 tháng 6 đến 8 giờ ngày 19, các khu vực phía Nam như Đông Hồ Nam, Trung Giang Tây, Trung và Bắc Phúc Kiến, Đông Nam Tứ Xuyên và Bắc Quảng Tây lại đổ mưa bão. Lượng mưa tối đa là 252mm ở Xuân Trang, Phúc Kiến, 230mm ở Linchuan, Jiangxi và 120mm ở Sao Đông, Hunan. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính của sông Minh Giang ở Phúc Kiến và các phụ lưu của nó là Futuxi, Jiangxi, Shaanxi và Yongxi, Xianjiang và Yuanjiang ở Hồ Nam, Ganjiang và Tân Cương ở Jiangxi và Liujiang ở Quảng Tây đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo mực nước. Lũ lụt trong 30 năm mới xảy ra một lần. Hồ Đông Tinh và hồ Po Yang của sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi dòng lũ từ các nhánh thượng nguồn, mực nước lên chậm nhưng vẫn thấp hơn mực nước cảnh báo hơn 2m và mực nước của dòng chính của sông Huxiang ở Quảng Tây lại tiếp tục xuống chậm. Mực nước đỉnh lũ là 73,51m trên mực nước cảnh báo 7,51m và dưới mực nước đảm bảo 0,39m. Và lúc 2 giờ ngày 19, lưu lượng tối đa của hồ thủy khẩu trên dòng chính của sông Minh Giang là 31.900m3 mỗi giây và chu kỳ quay lại là 30 năm một lần. Bộ Chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã điều động một cách khoa học hồ chứa thủy khẩu để giảm các đỉnh lũ của dòng chính sông Minh. Khả năng kiểm soát lũ hiện có của vùng cửa chính của dòng chính sông Minh Giang đã đạt hơn 50 năm và lũ hiện đang rút đi một cách an toàn. Để đối phó với điều kiện mưa lớn hiện nay, điều kiện lũ lụt và thiên tai ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác, Tổng cục Quốc phòng đã ban hành thông báo về việc làm tốt công tác phòng chống mưa lớn và làm một việc tốt ở thông báo khẩn cấp. Vào tối ngày 18 tháng 6, thông báo khẩn cấp yêu cầu các tỉnh và khu vực liên quan tăng cường hơn nữa công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và nhận định, điều động một cách khoa học các dự án phòng chống lũ lụt, tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khẩn cấp các bộ phận xung yếu của hồ chứa, đê điều, đặc biệt là làm tốt công tác đảm bảo an toàn hồ chứa khi có mưa lũ. Hiện tại, các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các khu vực phía Nam đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, cứu hộ các hồ chứa, đê điều, nỗ lực phát hiện và xử lý sớm các tình huống nguy hiểm. Trong đó, hai tỉnh Quảng Tây và Giang Tây đã phát hiện nguy hiểm, các tình huống như rò rỉ nước hồ đập, tràn, mái tràn đã được khắc phục khẩn cấp, những tuyến kè sông chính chưa xảy ra nguy hiểm lớn. Dự báo, vùng mưa phía Nam tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, rìa trước tăng nhẹ lên phía Bắc, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu và các nơi khác, cường độ có thể còn mạnh hơn hôm qua. Tổng cục Quốc phòng đã đến Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây để tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn chính quyền các địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ lúc 8 giờ ngày 19 tháng 6, trận mưa lớn kể từ ngày 13 tháng 6 đã gây ra 551 vụ tại 9 tỉnh phía Nam gồm Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. 10.000 người bị ảnh hưởng, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 285.000 ha, 90 người chết, 50 người mất tích, 55.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 8,9 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại trực tiếp về kinh tế do nước, các dự án bảo tồn là 2,35 tỷ nhân dân tệ. Bị ảnh hưởng bởi sự trao đổi của dòng chảy lạnh và ấm, từ đêm ngày 10 đến ngày 13, khu vực miền Trung và miền Bắc của Phúc Kiến đã trải qua quá trình mưa liên tục mạnh nhất trong năm nay.
Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lưu vực sông Mân Giang đã trải qua lũ đầu tiên kể từ mùa lũ năm nay và một số nhánh đã trải qua lũ vượt quá mực nước cảnh báo. Vào ngày 12, mưa lớn đã đổ xuống ở khu vực miền Trung và Bắc Phúc Kiến. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày 12 đến 7 giờ ngày 13, toàn huyện có 21 huyện thành phố có lượng mưa từ 25 đến 49,9 mm, 19 quận huyện thành phố có lượng mưa từ 50 đến 99,9 mm. Ở Tain, Yanin và Yoshi là hơn 100 mm. Chiều ngày 13, trụ sở phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Phúc Kiến tổ chức hội nghị truyền hình về công tác phòng chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai sâu rộng hơn nữa công tác phòng chống mưa bão. Yang Ji-jing, giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Phúc Kiến đề xuất tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm tình trạng nước mưa, tăng cường kiểm tra và điều động dự án, nghiêm cấm việc trữ nước vượt giới hạn lũ trong các hồ chứa, đảm bảo an toàn các hồ chứa và đập vào các công trình đang thi công trong mùa mưa lũ, tăng cường quan trắc tai biến địa chất, cảnh báo sớm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tăng cường tổ chức lực lượng ứng phó, cứu nạn khẩn cấp để đảm bảo triển khai các lực lượng cứu nạn, cứu hộ bất cứ lúc nào để đối phó với các tình huống nguy hiểm và ứng cứu thảm họa. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, trong ngày 13 tại Nam Bình, Tam Minh, Ninh Đức, Long Nham và Phúc Châu sẽ có mưa rào vừa đến mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi. Các thành phố còn lại nhiều mây có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to cục bộ. Đồng thời, Đài quan sát khí tượng Phúc Kiến lại phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào lúc 16h50 phút ngày 13. Dự kiến các hoạt động sấm sét sẽ xảy ra tại một số quận và thành phố Nam Bình, San Minh và Long Yan trong 6 giờ tới, kèm theo 6-8 cơn dông và gió giật mạnh. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào ngày 21 cho biết cùng ngày, lũ sông Minh Giang đã hoàn toàn giảm xuống và tình trạng nước của các con sông khác đã ổn định. Có thể thấy từ điều kiện nước sông do Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến tiết lộ rằng vào lúc 6 giờ ngày 21, mực nước của Futun Creek đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Mực nước tại trạm Street là 98,07m, chỉ cao hơn mức đảm bảo 0,07m. Mực nước tại trạm Minjiang Phan Phumen là 70,3m, cao hơn mức cảnh báo 4,3m. Mưa to đến rất to đã xảy ra ở phía tây bắc Phúc Kiến vào ngày 20. Theo thống kê, từ 6 giờ ngày 20 đến 6 giờ ngày 21 có 6 quận và lượng mưa từ 25 đến 49,9 mm và 7 quận có lượng mưa từ 50 đến 99,9 mm với lượng mưa 85 mm, Yanjiang 82 mm và Yushan 80 mm, Fucheng 76 mm, Yanning 60 mm. Tianning 59mm, Shangwon 53mm. Báo cáo thời tiết mạnh trong thời gian ngắn do Cục Khí tượng Phúc Kiến công bố lúc 16 giờ chiều cho thấy lượng mưa ở Phúc Kiến đã suy yếu và một số quận ở thành phố ở Ninh Đức, Trương Châu và Tuyền Châu có lượng mưa mạnh trong thời gian ngắn kèm theo sấm sét và gió mạnh từ 6 đến 8 độ Richter. Phúc Kiến nên tiếp tục phát ra cảnh báo mưa bão và cảnh báo dông lốc ở phía Tây Bắc Bộ. Trước tình hình ngập lụt tại các khu đô thị chính của 4 quận và thành phố Nam Bình gồm Quảng Trang, Shaohu, Yanu và Yijiang, Phúc Kiến yêu cầu các cơ sở y tế và phòng chống dịch bệnh tổ chức ngay lực lượng huy động thuốc khử trùng để xử lý các công trình dân cư bị ngập lụt, trường học, nhà trẻ, bệnh viện và các khu vực đông dân cư khác. Động đất ở Sunan. Trận động đất ở Sunan xảy ra vào 16h32 phút ngày 30 tháng 10 ở 38 độ Vĩ Bắc và 102,0 độ Kinh Đông, tức là trận động đất cấp độ 5 độ Richter tại thị trấn Hoàng Thành, huyện tự trị Sunan Jugu, tỉnh Cam Túc, toàn bộ Kinh Thành bị chấn động mạnh. Sau trận động đất, Đảng ủy và chính quyền huyện Tô Nam rất coi trọng, lập tức đưa ra phương án khẩn cấp, khẩn trương bố trí, triển khai công tác điều tra, cứu trợ thảm họa. Theo báo cáo từ Cục Động đất của quận tự trị Sunan Jugu, thành phố Jangye, thành phố Wuwei và thành phố Jinchang, trận động đất xảy ra mạnh ở quận Liangju của thành phố Wuwei và cư dân bỏ chạy ra ngoài trời. Quận Yongchang cảm thấy rất rõ, cư dân phía trên tầng 2 của quận Jinchuan, thành phố Jinchang cảm thấy chấn động. Theo báo cáo của Cục Địa chấn Jangye, theo điều tra và thống kê sơ bộ của đội ứng phó khẩn cấp tại chỗ và chính quyền thị trấn Hoàng Thành, 397 ngôi nhà ở thị trấn Hoàng Thành, huyện Tô Nam bị nứt nhẹ hoặc bong chóc tường do động đất, đèn và đồ dùng trong một số tòa nhà bị rung chuyển, 34 nhà kho có vết nứt nhỏ, các kho chứa củi riêng lẻ bị sập, kính của một số lán bằng khung thép bị vỡ.
tất cả các khu vực khai thác của mỏ than Yutalin đã ngừng sản xuất và không có nhân viên nào làm việc dưới lòng đất, không có thương vong về người và động vật trong trận động đất, sản xuất và đời sống của người dân cơ bản trở lại bình thường. Lúc 17 giờ 20 phút, Cục Động đất tỉnh đã cử một đội cấp cứu tại chỗ gồm 17 người đến hiện trường để tiến hành điều tra khẩn cấp thiệt hại do động đất gây ra và đánh giá tổn thất. Cả Cục Địa chấn Uruguay và Cục Địa chấn huyện Yongchang đã cử người đến khu vực động đất để điều tra và tìm hiểu tình hình. Kể từ năm 1900, đã có nhiều trận động đất xảy ra trong và gần vùng tâm chấn. Năm 1927, trận động đất ở Gulang là 8 độ Richter, năm 1928 là 6 độ Richter, Tianzhu là 5,3 độ Richter và năm 1984 là 6,4 độ Richter, ở Mingyuan vào năm 1986 và 5,2 độ Richter vào năm 1991. Đây là khu vực có nhiều trận động đất hoạt động hơn từ trung bình đến mạnh hoặc cao hơn. Tâm chấn của trận động đất này nằm ở thị trấn Hoàng Thành, huyện Tô Nam, ở chân phía bắc của dãy núi Kilian, cách huyện Lương Châu, thành phố Huawei khoảng 60 km về phía đông, cách huyện Vĩnh Sương 30 km về phía bắc và 6 km từ hồ chứa Hoàng Thành ở phía tây. Hồ chứa Hoàng Thành không bị hư hại, mỏ than Yutalin gần đó đã ngừng sản xuất với 90 mét đường bị biến dạng và sụp đổ và không có người làm việc dưới lòng đất. Theo điều tra sơ bộ của nhóm công tác hiện trường động đất và chính quyền thị trấn Hoàng Thành, khoảng 60% số nhà ở thị trấn Hoàng Thành đã bị hư hại, đèn và lồng đèn trong một số tòa nhà bị rung chuyển và 34 trường trại bị hư hỏng. Các vết nứt thường xảy ra ở những ngôi nhà gần tâm chấn ở quận Vĩnh Sương. Hoàng Thành có dân số khoảng 8.000 người, tâm chấn nằm ở trong khu vực ít dân cư hơn. Hôm nay, trời vẫn còn tuyết rơi tại khu vực động đất gây ra một số khó khăn cho công tác cứu hộ. Tính đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, có tổng cộng 17 dư chấn được ghi nhận, trong đó lớn nhất là 2,9 độ Richter. Kể từ tháng 3 năm nay, tổng cộng 8 trận động đất có cường độ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vùng địa chấn dãy núi Kilian. Và mức độ hoạt động địa chấn cao hơn đáng kể so với hồi tháng 2, tâm chấn nằm trong một khu vực ít dân cư hơn. Do thời điểm đó, có tuyết rơi tại khu vực động đất nên đã gây ra những khó khăn nhất định cho công tác cứu hộ. Trận động đất đã gây ra nứt 67 hộ với 438 công trình bằng gạch và gỗ, 330 hộ với 845 nhà dân dụng và 34 chuồng trại, trong đó có 123 nhà trong 42 hộ cần phá dỡ và xây dựng lại, số nhà còn lại cần được gia cố. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 6,7 triệu nhân dân tệ.